Ultraman. Sản phẩm Đế Quân đón giá là 30 quyển vở kẻ ngang Standard, 72 trang của Hải Tiến, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đã có mặt trên toàn quốc. Sản phẩm được chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền. Xin mời bạn Thơm ạ. Em đoán là 220.000 ạ. 220.000 đồng. Xin mời anh Danh ạ. Các bạn có danh giá bao nhiêu ạ? À, 180.000 ạ. 180.000. Xin mời chị về. 150.000. Chúc chị sức khỏe, nhiều niềm vui cuộc sống. Cảm ơn chị, xin chào chị. Và xin chào bạn Cảnh. Ngày hôm nay là ngày may mắn của bạn. Bạn sẽ có cả 3 giải thưởng trong chương trình đổ số. Chúc bạn học tập thật tốt tại trường Nguyễn Tất Thành. Xin chào bạn, xin cảm ơn bạn. Thật tiếc, từ chương trình đầu tiên ngày hôm nay, chúng tôi đến với thành phố Hồ Chí Minh mà người chơi chúng ta đã không có một giải thưởng rất giá trị trên 741 triệu đồng. Thật tiếc. Nhưng không sao, chúng tôi còn lưu lại rất lâu ở thành phố Hồ Chí Minh và chúng ta sẽ hy vọng, sẽ mong mỏi sẽ có chiến thắng phần chơi cuối cùng, phần chơi dành cho người thắng cuộc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói lời xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào.